video này chỉ mang tính chất giải trí và không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Đã nè. Cái gì vậy? Tôi té thôi mà, đã té đâu? Mà té luôn rồi mà. Làm được một lần là mình sẽ làm lại được lần hai. Nhảy. Mình không làm được lần hai, mình làm lần ba. Người ta gọi là quá tam ba bận, hiểu không? Tôi chơi game bài này nửa tiếng tôi sẽ bị khùng. Tôi sẽ bị khùng. Mui ơi là mua. Rồi, ok, vô đi Mui ơi. Để coi chị em mình hợp nhau cỡ nào nè. Vô đây. Tôi là bình thường á, là tôi chơi game với bà ca Mui này là tôi chắc chắn rất là cay bã luôn. Và tôi cũng gọi là không hợp với bà Mui mỗi khi chơi game, các bạn hiểu không? Tại bà Mui bà hay nói mấy câu. Bà Mui bà hay nói mấy câu làm tôi cay lắm. Cho nên là bây giờ để xem coi chị em bọn tôi liệu rằng là có hợp nhau rồi, giống như trong tim luôn nha các bạn. Em màu vàng đúng không? Đúng rồi, em là con màu vàng, chị con màu hồng đúng không? Ê, cái game này lâu quá em không chơi, giờ không nhớ chơi sao? À đây. Lấy củ cà rốt rồi chui vô cái ống. À khoan chị ơi, bây giờ em nói chị nghe nè. Chị em mình á, nếu mà map nào dễ quá giờ chị em mình coi coi ai vào trong cái lốc xoáy này trước người ta thắng không? Không? Không, cái này nó là game kết hợp. Em phải tìm đủ đồ để phải có củ cà rốt mới vào mình chiến thắng đấy. Bây giờ chị em mình giành nhau đi, ai giành củ cà rốt là vào đó là người đó chiến thắng. Ok được, nhưng mà em nói chị chỉ biết trước là em là hơi bị cao thủ của game này nha, đừng đùa. Em ơi. Đã nè. Này thì em ơi. Nhưng mà em ơi. Hả? Đây là game kết hợp ý. Nếu mà chị đi thì em cũng phải đi em ạ. Thôi rồi, bây giờ chị em mình tạm thời hôm nay là không gây chiến nhau đi. Chị em mình không tranh giành phần thắng nữa, chị em mình kết hợp nhau đi Mui. Game này game kết hợp mà. Quên. Đây. Xuống cái gì nó bảo game kết hợp mà xuống cái gì? Đây kết hợp. Khoái tàu, bây giờ là chị em mình phải lấy. Tính ra chị em mình chưa kịp lấy củ cà rốt luôn bà nội. Con muốn chơi lại không? Thôi, chơi lại làm gì, qua màn là qua luôn đi chứ chơi lại. Tôi chơi game với bà này được 30 phút rồi tôi bị điên luôn các bạn. Cho nên các bạn làm ơn hãy để cho tôi được gọi là giải thoát khỏi bà này sau video này. Trời ơi. Ok, chị lên được rồi. Có mỗi cái việc nhảy lên trên cái ô thôi mà Mui nhảy hoài không được cái Mui. Ê, coi em nè. Cẩn thận nha, lấy luôn củ cà rốt nha. Đây, chị nhảy qua cái ống luôn đi, để em lấy cho. Nhảy. Chị nhảy vô cái ống đi, một người thôi. Một người lấy là được rồi bà nội. Trời ơi, cái bà này bà hơi thua thiệt chứ. Bà bỏ tôi ra coi. Tụi lắm. Em đi ra củ cà rốt làm con trai. Ok. Tôi nhảy xuống dưới luôn. Được rồi, chị lấy được rồi. Củ cà rốt là của tôi. Đạp bà xuống luôn nè. Của tôi này thì của tôi nè. Vậy thì cũng tranh giành. Mui ơi, em nói chị nghe nè. Game này là game kết hợp, không phải game tranh giành. Làm ơn ơi chị, có mỗi củ cà rốt mà chị cũng muốn giành của em là sao vậy? Không có lấy nhiều. Ok, tôi nhường bà luôn á. Tôi nhường bà luôn á, giờ tôi thèm nữa. Nó nhường bà luôn á, muốn làm gì làm đi. Đó, tôi chui vô trước nè. Còn mình bà đó, bà làm gì bà làm đi. Ok. Không muốn nào. Trời ơi. Tưởng thế nào cũng có lấy được đâu mà bị đặt xạo. Đây, trời ơi. Cái bà Mui này thôi ơi. Nhìn bà chơi game mà tức chế luôn á, bà nhảy hoài không được. Coi em nè Mui. Mui coi em nè. Đi ra. Đâu nhảy. Bỏ ra, coi em nè. Nè, người ta nhảy phát nào qua phát đó nè. Bà nhảy hoài không qua cái bà này. Ủa sao em nhảy được? Ủa gì đâu không nhảy được bà nội. Né chị nhảy nó tại vì đẩy lên cái. Tại vì bà nhảy tào lao, bà coi tôi nè. Đây, giờ tôi chỉ một khóa học này nha. Bây giờ nè, bà nhìn đi. Đứng im mà đừng có cử động nữa. Nè, bây giờ nè, chị nhìn em này nha. Chị chỉ cần nghiêng người lên thế này nè, chị thấy không? Nghiêng người lên là nhảy thôi là nó sẽ tiến về phía trước. Có gì đâu. Đấy, chị cũng nghiêng. Đó, nhìn đó. Nhưng mà bà nhìn, trời ơi, bà nghiêng, người ta nghiêng nhẹ thế này thôi nè. Người ta nghiêng nhẹ thế này, ta nhảy nè, hiểu không? Là được. Đó. Trời ơi, cái bà này, tôi nhìn tức tiệt chứ. Nè bà nhìn tôi nè, một phát một lên nè, thấy không? Nếu mà thấy chị biết cách rồi, cho chị. Chị làm cái gì vậy? Đó bà đi. Cứu em đó, chị vừa cứu em xong á. Tôi chơi game bài này nửa tiếng tôi sẽ bị khùng. Tôi phải bình tĩnh. Ủa chị vừa cứu em còn muốn gì nữa thôi? Tính ra chị là cái người kéo em xuống á, chứ không hề cứu nha, đừng nói cứu nha. Hiểu không? Không, cứu mà. À đây, củ cà rốt dưới đây. Lượm dưới chứ. Ta đang canh mà nội, cái gì phải canh chứ. Nè, trời ơi, thấy không? Dạ. Lượm. Cái bà đi mà đẩy nó xuống vậy. Chị không có đẩy à. Đúng bực luôn á, cái bà Mui này thiệt. Không có đẩy mà. Lần sau đừng bạn nào bảo tôi là hãy chơi game chung với ca Mui thử nữa nha. Tôi không chơi đâu. Tôi chơi với những bà này tôi sẽ bị khùng. Cho nên tôi sẽ không chơi đâu. Khoan, trên đây có cái đường gì lên nè. Hình như đây có cà rốt đúng không? Củ cà rốt sẽ ở trên này. Đó, nhờ chị đẩy em lên nha.
Nè, tôi tự nhảy lên nha, không hề nhờ nha. Bà có đẩy được đâu mà đẩy. Cái vừa rồi là chắc chắn là chị đẩy em lên nha. Thôi bà ơi, tôi tự lên rõ ràng. Mấy bạn fan, mấy bạn coi mấy bạn nhìn, mấy bạn đi cho tôi coi là rõ ràng tôi tự lên mà đúng không? Nè, đi ra, đi ra cho khác. Tôi nhảy qua đầu bà, tôi ăn qua luôn nè. Ghê chưa? Ok, ghê. Ghê quá rồi. Ê, Mui ơi, cứu em. Không cần cứu. Cần gì cứu qua luôn nè, cứu làm gì? Cái lỗ nằm đâu vậy? Không thể, nhảy nè. Đây, một phát một qua luôn, game là vậy. Em còn muốn qua không? Ủa, không qua làm gì bà nội, bà tính thua hay gì? Không vui. Bình thường á là tôi chơi game này tôi nhớ là ai. Cái này là tại Mui đẩy em nha, này tại Mui đẩy em. Này, đừng này, có đổi nha. Em tự nhảy vào chứ chị không hề đẩy em nha. Đâu, bằng này... chứng mấy Thôi rồi, đừng giải thích nữa rồi, qua mẹ, chị cho làm ơn reset lại giúp em cái đi. Trời ơi, nói nhiều quá cái bà này. Tính ra cái game này là game kết hợp mà từ nãy giờ tôi thấy tôi với bà Mui là toàn chửi nhau, không kết hợp chỗ nào luôn. Game này là game chơi một mình. Chị bỏ em ra coi. Chị bỏ em ra coi. Chị nắm vô người em thì có, em nắm vô người chị nào. Chị nắm. Nè, tôi lấy củ cà rốt của tôi, tránh ra. Dạ. Củ cà rốt của tôi. Lấy rồi. Lấy được. Lên. Cái đậu xanh cái gì mà. Cái gì vậy? Tôi té thôi mà đã té đâu. Mà té luôn rồi mà. Em đã. Trời ơi trời. Em đã gì đó. Ai biểu chị giành của Garot? Ai biểu chị giành của Garot? Em đó. Cho chị đi con. Nói nhiều. Sút cho các mặt. Sút cho các mặt. Nói nhiều. Trời ơi, bay qua có gì đâu mà highlight, làm đi ghê. Highlight đó. Rồi cho chị lấy củ cà rốt luôn, tôi ngồi tôi coi cái khi nào bà lấy được củ cà rốt nha. Bây giờ tôi ngồi tôi coi khi nào bà lấy được. Nói cái gì? Chị không nghe không có rõ. Đi, ok, lấy được thì đi, nó nhiều quá. Đây. Nhảy qua luôn rồi. Này à, bình thường chị. Nha, đây là củ cà rốt đầu tiên trong cuộc đời của chị. Tôi không có dành của bà qua nhanh giùm tôi đi. Đó, nè, té này nha. Té này nha. Yes! Thành công rồi. Rồi đi qua tiếp đi, còn cái okay, này. Từ. Hey! Không, ok. Không mấy bạn yeah, bình thường á. Bình... Bà này nó ồn ào thiệt luôn á. Không, bình thường là chị em tôi chơi game nhau là hay gọi là nói nhau vậy thôi, chứ chị em tôi thương nhau lắm nha các bạn. Chị em tôi thương nhau lắm nha. Ủa, đây là gì đây? Đâu. Trời ơi, Mui ơi. Cứu em, Mui ơi. Cứu. Cứu được. Chờ xíu. Chưa hết cứu. Cứu được. Cứu được. Bà đạp tôi xuống nhưng mà cứu tôi cái gì? Cứu được, cái tông. Bà đạp tôi xuống nhưng mà cứu tôi cái gì? Dẹp bà luôn đi. Bực thật sự. Em bình tĩnh. Chị mới chơi. Tính ra cái game này là em thấy chị chơi chung với anh Dịch trước rồi em mới tải về em chơi. Chị chơi trước em mới chứ đâu rồi chị chơi không chị đâu, mới đâu, chơi đâu, không có đó. Không có. Đây là chơi với Việt là chẳng may. Mui ơi đừng la nữa. Mui la đau đầu quá. Mui ơi la ông sùm mà. Cái bà này chơi game la ông sùm. Tính ra tôi cũng la, nhưng mà tôi la ít hơn bà. Ơi. Mui ơi, Mui té vô đó cái thì thôi, xóa game nha Mui. Hey. Không, ok. Đây. Đạp bà ra ngoài luôn nè. Ok, nhảy qua luôn. Ủa gì ta? Ủa sao tự nhiên đang chơi tiền máy lắc? Ủa sao tự nhiên thua rồi? Ủa đang chơi tiền bị máy lắc ta? À là máy lắc hả? Máy lắc. Cay quá nhờ, sao tự nhiên đang chơi máy? Nói người ta chi rồi? À không, cái này em chơi game máy bị lắc chị ơi. Từ, ở trên này như có củ cà rốt nè, để em lên lấy luôn. Chị coi em thể hiện nè, Mui coi em nè. Em nhảy qua cái gai này cho chị coi nè. Đâu? Nhảy. Tại Mui đứng ở dưới làm em phân tâm đó. Làm lại. Cái gì cơ? Cái gì? Là làm lại luôn à. Từ
tôi thề với bạn á là tôi chơi game với Camui là tôi chỉ muốn gọi là phá bả thôi, chứ tôi không bao giờ tôi muốn chơi kết hợp với bà này hết trơn á. Đi ra chỗ khác coi. Ai đi tôi lấy củ cà rốt của tôi. Thôi chị ơi, game này là game kết hợp. Mình nên gọi là chơi, gọi là sao ta, đàng hoàng lại. Từ nãy giờ chị em mình hơi nhây chị ạ. Em chị? Có mình nhâm nhây chứ chị có nhây đâu. Chị nhây nhất cho ai? Để coi em nè. Coi em nè. Phong ơi. Nhảy. Ghê không? Phong ơi. Phong ngờ lại. Cứu gì nữa? Hết cứu rồi bạn ơi, cứu gì nữa giờ? Hết cứu rồi, cứu gì nữa? Lăn một vòng sướng đó. Cay tê à, hết cứu rồi. Cái bà này á, bà còn báo hơn cả Sammy nữa bạn. Mới đầu tôi chơi game này Sammy, còn Sammy còn chơi giỏi hơn cả Mui. Này, chế không? Rồi, lấy được củ cà rốt nha, lấy được củ cà rốt nha. Ok, không sao, chị sống rồi, yên tâm. Yes. Lấy được chưa? Lấy được chứ, trời ơi, dễ mà. Hết bám nè. Rồi, giờ nhảy qua kia nè, Mui coi em thử. Em nhảy đi, quán tất, em nhảy trước đây. Yeah. Trời ơi. Trời ơi, đơn giản. Ghê. Tôi làm được. Em không biết chỗ đó nó có cái gai chị ơi. Tại sao em lại không biết chỗ thẳng lúc nãy em chơi em đấy rồi mà. Em đấy rồi. Em quên. Ok, xin lỗi, làm lại nè, mình làm lại được mà. Mình làm được một lần là mình sẽ làm lại được lần hai. Nhảy. Mình không làm được lần hai, mình làm lần ba. Người ta gọi là quá tam ba bận, hiểu không? Quá tam ba bận. Nếu mà lần ba còn không được thì sao? Lần ba không được à. Em cho chị 10 triệu. Là chị sẽ được 10 triệu sao? Em cho chị 10 triệu đô la phụ. Nhảy. Quá rồi. Ok. Chị với em. Chị em như vậy lắm. Chán lắm. Quá rồi. Ây da, bị xuống cái chân rồi. Bà cười cái gì? Tôi thua, bà cũng thua. Bà cười cái gì? Hi. Không, chị không cười đâu. Rồi qua đi chị, đừng qua màn luôn chị ơi, nhanh. Ok. Hai. Ê, gai nha. Từ từ, đây, gai thì sao? Gai thì sao? Ghê quá, đến lượt chị nè. Được kìa chị ơi. Mình có chứng gai không ta? Không, gần rồi. Đó. Ok. Tôi thành công rồi. Từ nãy giờ mới có màn lấy được củ cà rốt một cách gọi là khó khăn đến vậy. Ok, rồi, qua đây. Nhảy tiếp. Từng tiếp, củ cà rốt. Không sao, bây giờ nhá, Mui coi em hụt đúng không, nhưng mà em có thể nhảy ngược lại, ghê chưa? Không phải, lúc nãy chị thấy em rơi xuống gai rồi mà. Ủa đâu có đâu, em còn ở đây mà. Từ, hình như bị lắc. Em rơi xuống gai luôn. Ê, bây giờ rơi thiệt kìa chị. Giờ rơi thiệt kìa chị. Chị bảo với em nè. Làm lại, hơi nãy là nháp nha, lấy là nháp nha. Bớt đá người ta đi nha. Không hề đá luôn, từ nãy giờ chưa hề cử động cái chân luôn. Từ nãy giờ chưa hề cử động cái chân luôn, bà đừng để thừa nha bà nội. Đá là vậy nè, ok. Tôi chỉ đang chứng minh cho bà thấy là tôi chưa hề cử động cái chân của tôi thôi. Ê, đẩy qua nè. Trời, cái game này nhảy. Con nít mà. Bình thường là em thấy chị chơi game cũng hay lắm mà Mui. Mui cũng hay khịa em trên video lắm mà Mui. Sao hôm nay Mui chơi game kỳ vậy? Game này là một trong những cái hố đen của chị em ạ. Phải chị ơi, do bình thường chị chơi game chị thắng là do chị ăn may đấy, chứ không phải là do chị chơi hay đâu, chị đừng tưởng bợ. Tôi thoát, còn Phong thì không thoát chị. Tính ra là em nhảy ra, em tung trúng người chị em mới rớt xuống đó chị. Này, không liên quan nha, chị không hề làm gì nha. Phải không? Không hề chạm mà em tua lại đi, hứa với em là vừa rồi không hề chạm luôn. Yeah. Ok. Tạm tin chị lần này. Ghê không? Không sao. Để đấy cho chị. Để cho ai. Ghê không? Em tính qua lấy củ cà rốt. Ủa sao em out game luôn rồi? Làm lại lần nữa, hồi nãy tự nhiên chơi sao bị out game luôn. Trời ơi trời. Đây. Trời ơi, nhảy nghệ quá em ơi. Đừng la. Ê, chị là... không muốn cái ai? Kéo lên. Nhảy. Bà đừng có la nữa. Không phải tôi nha mọi người, tôi đã cố cứu Phong Cận một lần rồi. Ai biểu chị nằm ở đó, chị xuống đi chị, nhanh lên, chị còn để gì đó. Chị đợi em đó. Thôi chị phải
cái này chị phải gọi là bảo vệ cho chị gái đó, không em suốt ngày bảo tại Mui nha. Thôi mệt quá mệt quá, nói chung chơi game nãy giờ toàn là tại Mui không chứ tại ai đâu. Bạn nói gì giờ rồi đó, em nhường chị của cà rốt luôn á, cho chị lấy luôn á, lấy đi. Rồi nhảy qua luôn. Đừng la nữa, chị la nhiều em đau đầu quá Mui ơi, em đang nhức đầu, em đang mệt. Tại vì lần đầu kia thành công, nó kiểu hai like. Nhanh đi. Đấy, bé này. Đừng có nhẹ quá, nói. Ai ơi. Ôi, trên này có cái tưng, tưng lên cái gai nha, coi chừng nha. Không sao. Có sao rồi Mui ơi, có sao rồi Mui ơi. Mui ơi, đến đoạn này rồi không để thua nha Mui ơi, em nhảy qua nè. Rồi em nhảy qua được Mui ơi. Được, rồi em chui vô, em chui rồi, rồi ok, giờ còn chị với chị ơi. Từ từ, bình tĩnh thôi, coi chừng. Rồi, canh nhảy qua luôn nha. Mui ơi là Mui. Rồi Mui ơi, giờ còn mình chị thôi Mui, lần này lần cuối cùng nha Mui, thua nữa xóa game nha Mui. Nhanh lên, còn 2 màn nữa bọn mình phải qua, bọn mình chỉ mới được 8 màn thôi Mui ơi, nhanh lên nào. Áp lực quá. Áp lực nè, rung nè. Nhớ phải cứ nghiêng qua kia nha, nghiêng qua kia. Rồi vậy, đúng rồi. Yeah, thành công rồi. Trời ơi, tôi đau tim với cái bà này quá. Ok. Chị còn đau tim hơn em ơi. Tại vì á là chị không qua nữa là coi như là chị em mình quay lại cái đoạn này chết luôn á. Đây em đang lên chị đây. Củ cà rốt kìa, để em lượm. Ui. Ý. Nhạc. Ui. Ông ơi. Vậy. Trời ơi cái bà này. Đây, kiểu này, kiểu này. Rồi, buông tay ra. Ok. Bà đừng có té, bà té lần nữa tôi hết cứu rồi luôn á. Đó, trời ơi, cái bà Mui đây. Từ, để em để củ cà rốt đây, để em cứu chị, đi em. Rồi, buông ra. Thả đi. Thả đi. Chị phải lăn vụ em chứ, chị lăn vụ em chứ. Rồi. Ok. Trời ơi, cái bà Mui đây. Bây giờ á, Mui ơi, Mui đừng giành củ cà rốt của em nữa. Mui giờ là nhiệm vụ của Mui, chỉ cần vượt qua những cái này thôi là em mừng lắm rồi Mui à. Mui cần vượt qua được những cái bẫy thôi là em mừng khóc luôn rồi Mui à. Ok, chị qua được. Ủa sao em bị kéo lại vậy? Ủa gì kéo lại vậy? Không, chị không kéo. Ủa từ từ, bây giờ nhảy qua kia đúng không? Cái này có hố nha Mui ơi. Rồi em vô rồi. Em vô rồi. Một màn cuối thôi chị ơi, cố lên. Yes. Ok. Hồi hộp quá. Màn cuối cùng. Liệu rằng chị em bọn tôi có vượt qua được màn cuối cùng này hôm nay? Ai? Ui. Xém nó bị đâm trúng mắt. Ê. Mui ơi, nãy em cứu chị, giờ chị cứu em đi Mui. Đây, coming. Ê, em thấy không ổn lắm Mui ơi. Mui ơi. Đây, màn cuối rồi. Tôi sau cái màn này là tôi sẽ không bao giờ chơi game chung, chơi gì đây solo chung với Camui nữa. Tôi không sao. Chị coi nè, chị coi kỹ thuật cứu người từ một người biết chơi và một người không biết chơi nó khác nhau kiểu nào Camui. Một người bờ gồ, một người không bờ gồ sao nè. Bây giờ chị đưa chân chị lên. Chị đưa chân chị lên đúng rồi. Đưa lên mà phải giữ lại chứ mà cứ đưa giúp nhau vậy. Đây. Mà phải đưa bà giữ lại tôi còn kéo chân bà nhấp nhô vậy sao đây? Rồi biết rồi, cái chân rồi buông ra. Thảy á. Trời ơi. Nhìn cách chơi của người bà rồ với lại người cùi bắp nó khác nhau rồi thấy không? Trời. Cái bà này. Bà từ từ được không? Bà muốn lên lắm bà không lên lắm bà. Đấy. Ủa gì vậy? Ủa sao nãy tôi mới lên tôi lại bị tưng xuống dưới vậy? Chị nói ra, chị đi trước nha. Chị trước đây, ai gánh đuôi chị đâu chị ơi, chị đi trước đi. Không, chị không dám đi trước các bạn, chị sợ em ơi. Bây giờ ai đi trước nào? Tất nhiên là chị. Chị nào? Bà tránh ra. Từ, tôi đi trước đây. Cày thế nha. Ai trước đây. Ghê. Ôi, chỗ này cũng có gai nha. Chỗ này cũng có gai nha Mui ơi. Đó. Nó chơi từ đầu chứ. Rồi coi tôi ôi nè. Đấy lại mà không đẹp đi, chỗ chị lên luôn nè.
Ok, rồi chị nhảy qua kia trước đi, chị nhảy qua kia trước đi rồi em lên nè. Ông chị chờ em, chị chờ em. Sao em nhảy kì kèo cục vậy? Tao cần đổi biến là gì vậy? Cầm củ cà rốt nặng quá, nhảy không nổi nè. Cầm củ cà rốt nặng quá, nhảy không nổi. À, từ từ. Bây giờ nè, em đưa củ cà rốt cho chị lấy củ cà rốt nha. Đây, chị đang nằm chờ em đưa củ cà rốt lên rồi đó. Em đang lấy củ cà rốt đây. Bây giờ nha, em nhảy lên mua nắm chân em nha. Nắm. Ok. Muốn nắm lắm nhưng mà em phải nhảy tới. Nắm, trời ơi. Không nắm được. Cái đại, bà để canh, bà phải canh chứ bà bấm lít liên tục vậy khi nào nắm được. Cái gì vậy các bà vui. Em làm gì à? Bà làm cái gì mà đúng rồi. Em làm gì thì có. Đi qua nha đi, qua nha đi. Tôi tức quá. Em lên trước mà. Bà lên trước mới đúng á, bà nhắm bà có lấy được củ cà rốt lên không? Được. Thôi tôi không tin bà này đâu. Bà cứ được. Buông ra. Buông ra, em mới là người phải buông. Chị nắm vô cái củ cà rốt của em có nắm vô người chị đâu. Bà buông ra đây. Lên. Bà buông ra. Bà buông ra. Rồi bây giờ chị qua đi, em không yên tâm đoạn này đâu. Chị qua đi rồi em qua. Từ đã. Ok. Tới được em. Củ cà rốt này nó dướng quá. Ui qua được, được. Từ từ nha, bình tĩnh nha. Chúng ta không thể nào chơi từ đầu nguyên, Em ơi, em nhảy được. Em nhảy được mà. Em nhảy được. Rồi em qua rồi. Mùi ơi. Cố lên. Từ. Thấy mất miếng máu rồi nha. Thấy để miếng máu rồi nha. Chỉ là miếng máu thôi.